Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái series những cái tựa game lái xe trên điện thoại. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những cái tựa game rất là tuyệt vời mà mình nghĩ rất là nhiều bạn sẽ mong chờ. Cái tựa game này nó mang tên là Việt Nam Bus Simulator. Đó, với cái tựa game này thì chúng ta có thể là lái được xe khách, xe bus. Đó, và những cái chiếc xe bus này là đều gọi là đậm chất Việt Nam anh các bạn. Và đó là cái con Taco này các bạn. Đó, thì có nhiều bạn bảo là không thể mua, có tiền để mua được cái tựa game mà Bus Simulator Việt Nam. Đó, thì bây giờ có cái tựa game này nó mang tên là Việt Nam Bus Simulator. Các bạn có thể là tải về hoàn toàn miễn phí cho cái điện thoại luôn. Đó, thì với cái tựa game này thì các bạn có thể là dễ dàng tải được trên CH Play. Các bạn có thể là xuống cái đường link ở dưới phần miêu tả của mình có để, hoặc là các bạn để mình hướng dẫn các bạn cách cài luôn nha. Bây giờ các bạn vào CH Play nè. Đây nha, CH Play nè, các bạn vào đây. Các bạn ghi là Việt Nam, viết liền nha. Bus là chữ Simulator. Simulator. Đó, các bạn đánh vô đây. Chết cha, mình tắt mạng rồi. Đây, mở mạng lên. Đây, bạn ghi từ này đúng không? Bấm đây là nó ra. Cái từ game nó có biểu tượng này, một chiếc xe màu cam nè. Cái con Taco màu cam các bạn thấy không? Các bạn vào đây các bạn bấm cài đặt là được. Hiện tại là mình đã cài rồi nên là mình không có cài được nữa. Các bạn có chữ cài đặt đấy. Và cái tựa game này nó hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Nhưng mà vì miễn phí nên là phải bù lại là chúng ta phải sẽ có quảng cáo. Các bạn thấy có chữ quảng cáo không? Nên là trong khi chơi game chúng ta sẽ có một vài cái quảng cáo. Các bạn thông cảm cho cái nhà phát hành nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái tựa game. À, thì với cái tựa game này thì chúng ta sẽ lái được chiếc xe khách ghế ngồi thôi nha các bạn. Hiện tại thì mình chưa thấy nhà phát hành update giường nằm, nhưng mà mình nghĩ sắp tới chắc sẽ có luôn giường nằm các kiểu đấy. Thì đây là con Taco ghế ngồi các bạn. Nó như là con Blue Sky vậy các bạn. Đó. Đó, đẹp chưa? Đây, đây là một cái phiên bản. Cái này là cái phần cái phiên bản mà cái nón gọi là không có cái nón các bạn, không có cái nón trên đầu nên nhìn nó hơi kỳ kỳ một tí. Đây, cái bản này mình nhìn đẹp nè. Đây. Cái bản này các bạn, nó có cái nón này là cái nón của Hàn Quốc ấy. Nhìn cái xe là đúng chắc gọi là Việt Nam luôn ấy. Đó, bạn nào cày lên được 15.000 thì các bạn sẽ mua được cái chiếc xe này nhá. Hiện tại mình được 3.000 rồi nè. Các bạn cố gắng chơi lên được 15.000 để các bạn mua cái chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Ok, thì game này nó chỉ có như vậy thôi. Mình sẽ vào setting cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có 3 cách lái, một là lái qua lại nè, hai là lái bằng cách nghiêng điện thoại, và cái thứ ba là lái bằng cái vô lăng. Bạn nào chơi điện thoại thì nên lái cái vô lăng này nó hay hơn. Mình đang chơi trên máy tính nên mình sẽ lái bằng cái này nha các bạn. Rồi, đầu tiên là phần graphic. Graphic thì các bạn nếu máy mạnh thì cứ chỉnh lên 2 để cho đồ họa nó cực đẹp luôn. Rồi, cái phần chat fit này là cái phần mà lưu lượng xe lưu thông mấy các bạn. Máy mà nào mạnh thì cứ để 2 luôn. Đó là nhiều nhất, còn low là ít nhất các bạn. Nên để 2 luôn, máy mạnh nhá. Máy yếu thì chơi mà lắc lắc rồi đấy thì các bạn hạ hai cái này xuống. Nó sẽ mượt mà hơn nha. Rồi, đó là bằng setting. Rồi, chúng ta cũng chả có gì khác ngoài gọi là chơi game tiếp tục thôi các bạn. Hiện tại thì mình có chiếc xe này thì mình chơi luôn các bạn ơi. Vô play nè. Đó, bây giờ play thì chúng ta sẽ được phép chọn cái bản đồ đi. Trong này sẽ có Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Ôi trời, Quy Nhơn. Quy Nhơn, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh City. Đó, thì các bạn muốn đi từ địa điểm nào đến địa điểm nào thì các bạn bấm. Bây giờ mình đi từ Thành phố Hồ Chí Minh nha. Đi Nha Trang đi. Rồi, ok. Hấp dẫn cho các bạn. Bây giờ mình đã vào game rồi. Ok. Đây là game chúng ta. Chúng ta sẽ có một chiếc xe nè. Đổi góc nhìn coi. Ở đây. Đó. Cho các bạn xem một vòng nè. Con này thì nó bị bít ba cái logo của Taco rồi. Và nó mở cửa được nha các bạn. Đây các bạn thấy cái cửa không? À cái... Ui trời. Mở cửa bên tài xế luôn à. Rồi bên này là như mở cửa bên này. Ui dồi ôi. Con này nó mở cửa vãi nồi vậy. Cái này là chắc có thể là mở cái cốp nè. Nhưng mà mở không được. Mở cốp không được các bạn. Khả năng con này là nó chưa mở cốp được. Có thể là con 15.000 mở được ấy. Rồi ok, đóng cửa lại. Trên này chúng ta sẽ có là một cái nút để ẩn những cái menu để cho nhìn nó dễ nè. Nhìn nó tổng quát nè. Một cái nút để cẩu xe về khi xe gặp tai nạn rồi ấy. Đây là cái bảng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang. Bonten là gì ta? Chả biết luôn. Bên này chúng ta sẽ có tiền. Đây là xăng của chúng ta là nha các bạn. Xăng nè. Chừng nào hết là chúng ta xem quảng cáo để có thể là đầy xăng lại được. Bên này nó có cái đồng hồ tua máy với lại là cái đồng hồ km trên giờ. Và một cái ở phía dưới camera mình nó đang bị che rồi các bạn. Nó là một cái phần để mở nhạc trong game luôn. Các bạn nào có lưu nhạc MP3 trong điện thoại các bạn có thể là mở bằng cái phía dưới chỗ cái camera mình che này. Các bạn tải về xem nhé. Tại mình che bài rồi. Bên này là đèn nhanh nè.
nhanh 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 gì đây, nhanh phải à, nhanh trái, còn đây nhanh phải, đây gì mới đúng nè các bạn, nhanh phải nè, nhanh trái nè, rồi cái này là đèn cảnh báo hai bên luôn, các bạn thấy nó chớp trong này không, đây là gạt mưa, gạt mưa nè. Nó có một chế độ gạt mưa rồi các bạn ơi. Đó. Rồi kèn nè. Đây cái kèn đó nè các bạn. Đây là kèn thường nè. Còn đây là kèn hơi các bạn. Đó. Đánh lái qua lại. Rồi cái này là thắng tay. Cái này là đạp ga. Rồi đạp thắng. Này là mở đèn nè nha các bạn. Mở đèn nè. Đó. Còn đây là nhá đèn. Ui dù. Còn camera chúng ta sẽ đổi những cái góc nhìn nè. Cái này gì vậy? Cái này chắc góc nhìn free cam á các bạn. Đó là nó nhìn trên trời xuống ấy. Fly cam chứ nhờ, fly cam. Còn này là xăng. Hiện tại thì nếu các bạn nào hết xăng thì các bạn bấm vào đây để xem quảng cáo nè. Để có thể là đầy xăng lên được. Bấm quảng cáo luôn rồi. Đây là một cái quảng cáo của Facebook 26 giây. Tắt được không? Đóng video đi. Rồi ok. Khỏi xem đi. Rồi đây là cái phần số số tự động nha các bạn. Số D là chạy tới, số N là no là số no ấy, số G là số lui, còn số B là số đậu xe, số đổ ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi game thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ vô số D nè. Rồi mình điểm ga chạy tới một tí để mình rước khách. Hiện tại là khách đang đứng nè các bạn thấy không? Đó. Ok. Rồi, hello anh khách nha. Mình thắng tay lại cái. Mở cửa ra. À đây cửa tài xế, cửa bên này mới đúng các bạn. Rồi khách lên khách ơi. Ok, những cái khách đang lên và mỗi người sẽ có một cái vị trí ngồi khác nhau. Ui. Cái này là chạy tuyến nha các bạn, tức là chạy từ một cái tỉnh này đến tỉnh kia. Rồi đóng cửa lại đi các bạn. Rồi chúng ta vào vào cabin ơi. Đây là cabin nè các bạn, cabin nó cũng không được đẹp cho lắm. Hạ thắng tay xuống. Rồi chạy thôi, let's go. Quẹo bên nào đây, có GPS bên này nè các bạn, nó sẽ dẫn đường chúng ta. Rồi quẹo bên này nha, nhanh phải. Rồi chạy ra, đây là Hồ Chí Minh City. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây cái camera nãy mình nói là cái flycam nè các bạn, nó sẽ quay ở nhiều góc để cho các bạn nhìn nó thể đẹp hơn. Đó, xịn sò con bò chưa. Bây giờ đèn đỏ nha các bạn, mình sẽ đợi một tí, đợi đèn xanh thì chúng ta sẽ đi nha. Ui trong này đông xe vãi chưởng các bạn ơi. Có đầu kéo Mỹ rồi đầu kéo châu Âu gì từ lưa hết trơn ấy. Đến mở nhạc cho các bạn nghe. Đó, đi rồi sẽ khách phải nghe nhạc các bạn. Cái gì mà đèn đỏ lâu tới giờ. Còn đèn xanh này nè. Đèn đỏ lâu vãi chưởng luôn các bạn. Rồi đánh lái qua đây. Đó, cái camera này rất là đẹp luôn nè các bạn. Các bạn có thể nào mà gọi là đam mê mà quay clip mà nghệ thuật về xe ấy, các bạn dùng cái cam này để quay rất là đẹp luôn. Đó bây giờ. Bây giờ mình vào cabin mình lái cho các bạn xem nhá. Ui hai cái nút này nó bị che cái vô lăng vậy các bạn. Tắt cái đèn nhanh cái đã. Các bạn có thể là nhìn qua lại nè. Ui trời tối rồi các bạn ơi. Trời bây giờ gần tối rồi. Như vậy là chúng ta hôm nay sẽ đi chuyến xe đêm nha các bạn, mở đèn lên. Ui. Chuyến xe đêm. Lại đèn đỏ nữa các bạn. Thì tại mình đang trong thành phố Hồ Chí Minh mà, đây là cái thành phố rất là rộng lớn nên là các bạn biết ở đây thành phố nên là đèn đỏ nó đèn xanh đỏ rất là nhiều luôn. Ui, bây giờ là trời tối thui luôn rồi nè các bạn. Hãy nhìn ở ngoài coi. Kế bên là một con đầu kéo Mỹ các bạn. Đèn đỏ lâu thật sự luôn các bạn. Đợi cái đèn đỏ xong muốn xỉu luôn nha. Rồi đèn xanh rồi, đi let's go, let's go. Cái gì vậy? Mấy xe nào đề ba nhanh tới nha. Các bạn nào là đam mê lái xe khách thì không nên bỏ qua cái tựa game này nghe các bạn, rất là hay luôn. Ui các bạn thấy không, còn có kính hậu nữa nè. Kính hậu như thế này thì gọi là nhìn rất là tuyệt vời luôn ấy. Thấy được cả hai kính hậu nè. Cái kính hậu này là gọi là cái kính hậu tay thỏ các bạn. Nó sẽ được hai kính hậu phía trước như vậy. Những cái dòng Taco thì nó sử dụng cái kính hậu tay thỏ này hết, chỉ có Hyundai mấy cái kính bên trái. Ủa cái gì vậy? Ủa mình đi lộn đường hay sao ấy, các bạn ơi? What the hell, sao mình đi ra đây đường cùng rồi? Quay đầu xe lại đi lộn đường rồi.
lo nhiều chuyện với các bạn không đi chạy lộn đường bà đó rồi. Rồi ok, tiếp tục. Trời ơi, chạy lộn bà đường luôn, cái cây cứu thật sự được chứ. Khổ thân. Càng lớn vãi nồi các bạn. Càng nhỏ nhỏ được tí nào. Ủa sao mình đi lộn đường ta? Sao vượt bà cái đèn đỏ này luôn đi. Cái GPS mà nó dẫn mình đi đâu ấy, chả hiểu luôn các bạn. Đây mình đang thấy nó chạy thẳng nè. Nó chạy hồi lộn đường luôn rồi. Nó quay lên cái bánh xe hồi nãy rồi nè. Kỳ vậy. Nó lại chạy thẳng à. Sao nãy nó bắt mình quẹo qua đây trời. Hay là mình nhìn lộn các bạn. Rồi đèn xanh là đi luôn nha. Mình nhìn lộn với sao ấy. Tàu tức ơi. Làm mất thời gian vãi nó. Ôi đây nè. Ngoài này có cái trạm thu phí nè các bạn ơi. Chắc chuẩn bị ra cao tốc là Long Thành hay gì rồi. Hồ Chí Minh City. Hoài buổi tối có đèn lên đẹp. Vãi nồi nè các bạn thấy chưa. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái cao tốc này nha các bạn ơi. À, cái này GPS đó kia mình quẹo phải mà. Rồi quẹo phải luôn. Ơ sao tắt cái đèn rồi. Ủa sao cái đèn. Cái đèn kỳ vậy. Cái đèn gì tối thui vậy. Lên lộ. Cái này là lên cao tốc hay sao các bạn ơi. Sao cái đèn, các bạn có để ý không, cái đèn nó không. À đèn đúng rồi. Bây giờ cái đèn nó mới gọi xuống đường rồi. Hồi nãy cái đèn nó không gọi xuống đường. Rồi mình ra cái lên ngoài này luôn nha các bạn. Không có xe nè, mình chạy luôn. Ok. Không biết cái đoạn đường nó có dài không nữa các bạn. Bây giờ mình đang lên cao tốc rồi. Thoải mái và chạy luôn ấy. Rồi là hết em đi đường em. Từ nay sầu dẫm nát tim. Bây giờ là đường tối thui luôn các bạn. Không ngắm cảnh, không có làm gì được chứ. Khổ thân vãi chưởng. Đường này thì nó sẽ được có một cái là nó có cái đèn đường chính giữa đó các bạn thấy không. Nó nguyên một cái dãy đèn đường luôn. Nên là khi mình chạy nó thoải mái. Từ Sài Gòn mà lên đi về Nha Trang. Với Nha Trang ta mình sẽ đi chỗ là từ bến xe miền Đông đó các bạn. Không biết cái game này là của người Việt Nam làm hay là của người nước ngoài làm đó các bạn. Mà mình thấy nó kết hợp vừa có tiếng Việt mà vừa có thêm tiếng Anh nữa. Không hiểu luôn. Ví dụ như là thay vì người Việt làm chỗ này là sẽ để chi tiền nè. Nhưng mà nó bây giờ lại để money. Không hiểu luôn. Ui, các bạn có để ý không? Xăng mình đang bây giờ đang càng ngày nó càng giảm các bạn. Các bạn là chúng ta chắc gặp. Ui cái gì vậy? What the hell, cái chiếc xe nó đâu chạy sau lưng mình vậy? Đúng rồi. Tin rồi các bạn. Tự nhiên cái chiếc xe kia nó chạy sau lưng mình, nó chạy lên nè. Không biết trong này có cây xăng không nữa hay là bắt buộc phải xem quảng cáo nữa các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ còn 44 lít xăng thôi. Công nhận chạy tốn xăng vãi chưởng luôn. Bạn nào mà gọi là muốn chạy đường dài chắc ngồi xem quảng cáo hết. Rất là nhiều quảng cáo mà có thể là có thể là đầy xăng để đi vậy. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là thay vì xem quảng cáo thì các bạn đỡ được một mớ tiền rất là nhiều. Bạn nào mà là không có tiền mua game thì các bạn có thể là ngồi xem quảng cáo cũng được. Ý, bây giờ có cây xăng các bạn ơi. Ui, cứu mạng, khỏi xem quảng cáo. Quẹo vô. Lấy cây xăng rồi. Quẹo vào. Tít, quẹo phải. Ok các bạn ơi, mừng quá luôn ấy. Cuối cùng mình cũng đã có một cây xăng ở đây. Ui, có anh bán xăng nữa kìa. Có cả anh trai đứng bán xăng nữa. Từ từ, anh chạy như vậy, cái góc nó hơi bị hẹp luôn ấy. Lùi lại cái các bạn. Con này không có nhạc lùi các bạn ơi. Đánh lái hơi gắt quá. Đây, như vậy nè. Rồi, gì mà bu đây đông thế nha. Chạy vào các bạn. Đậu xéo xẹo luôn rồi. Rồi đổ xăng đi. Này bên. À đổ lên 150 các bạn. À như vậy là chúng ta chỉ đổ được 150 lít xăng thôi các bạn.
và chạy một hết 110 đến sau đó chúng ta phải đổ nữa. Ui bây giờ trời gạng sáng không ơi. Đổ thì chúng ta sẽ tốn tiền nha. Ờ như vậy là hồi nãy mình 3.000 tiền mà mình vừa đổ đầy bình thì bây giờ mình còn có 2.800 thôi. Như vậy là nó khoảng 121.000 đúng không? Quảng cáo nữa. Đấy các bạn thấy không? Khi mà chơi miễn phí là vậy đấy, lâu lâu nó sẽ hiện quảng cáo đó. Cái gì? Ủa cái gì? Ủa cái gì vậy? What the hell? Vừa có một cái hiện tượng lạ các bạn. Tự nhiên mấy xe nó bị lỗi, nó văng từ chân trời xuống hay sao ấy. Thôi thôi kệ đi. Bây giờ là trời đã sáng rồi. Rất là đẹp luôn các bạn, phong cảnh rất là đẹp luôn. Rất là đậm chất miền quê Việt Nam mình luôn. Cái này như kiểu là mình đang đi trên quốc lộ 1A vậy đấy các bạn. Bóp tiếng kèn coi. Ơ sao mình mới để ý nha, cái xe mà đi cùng chiều với mình nó rất là ít luôn ấy các bạn. Mà xe đi ngược chiều về nó rất là nhiều. Sao mình cứ chạy trên một cái tuyến đường hoài vậy, không có quẹo trái quẹo phải gì hết vậy. Bây giờ không có quẹo gì hết các bạn, cứ chạy trên một tuyến đường hoài luôn ấy. Khi mà mình đi trên cái map Sài Gòn đi Nha Trang thì nó sẽ tuyến đường này, không biết mình đi cái từ cái tỉnh khác đến cái tỉnh khác ấy, cái tuyến đường có thay đổi không. À tới đây mình quên quẹo phải các bạn ơi, quẹo phải xuống đây. Rồi quẹo phải xuống. Nhưng ngoài này là biển nè các bạn ơi. Ui Nha Trang là có biển đấy các bạn. Ngoài này như là biển nè. Rồi quẹo phải qua đây. Ơ tới Nha Trang à. Gì mà lẹ vậy. Lẹ vãi chưởng. Rồi ok. Bên trái mình như là biển ấy. Rồi làm sao quay camera đây nè. Đó, và đây là những cái đồi cát hay sao ấy. À, tắt đèn quên nữa các bạn ơi, tắt đèn. Trời sáng rồi mà cứ mở đèn hoài. What the hell, ủi vô con la can luôn rồi. lui lại. Ổ thằng này chứ. Chạy sao ủi vô cái lan can luôn các bạn ơi. Hình như là gần đến rồi thì phải, nếu mà đến nhanh như vậy thì mình sẽ chạy thêm một cái tuyến đường để coi sao. À mà thấy được cái bánh xe hả gì rồi nè. Quá trời xe đậu luôn rồi nè. À tới rồi các bạn ơi. Đây mở cam này cho nó đẹp. Xe về bến. À. Rồi mình quẹo vào đây hả ta. À đây là bến xe Nha Trang nè các bạn. Bên kia có cây xăng luôn kìa. Rồi quẹo vào bến xe Nha Trang. Rồi ok. À đi. Ê. Các bạn xem quảng cáo sẽ được gấp 3 tiền. Tức là hiện tại mình chạy cái chuyến này được 1.000, mà chúng ta xem quảng cáo thì được 3.000 nha các bạn. Bạn nào muốn nhiều tiền hơn thì xem quảng cáo nha. Còn mình chắc không muốn xem đâu. Ủa mình không muốn xem mà sao nó vẫn có vậy. Không xem quảng cáo mà nó vẫn hiện quảng cáo các bạn. Cái cú thật sự. Ok như vậy là sau một chuyến thì chúng ta được 1.000 rồi. Và nếu mà được 15 chuyến, ủa mà lộn 15.000 thì các bạn phải cần chạy đâu đó khoảng 5 chuyến. Và mỗi chuyến các bạn chạy xong thì các bạn phải xem quảng cáo, nó sẽ được 15.000 nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy tiếp một cái tuyến đường nữa, coi nó có khác gì không. Mình sẽ đi Hà Nội về Hải Phòng nha các bạn. Hải Phòng lại quảng cáo đó rồi. Thôi kệ đi, gắng xem. Quảng cáo này chỉ có 5 giây thôi các bạn, cũng được. Ok. Rồi, như vậy là mình đã bắt đầu vào rồi. Mình sẽ chạy luôn. Đâu rồi. Hiện tại này mình đang ở bến xe Hà Nội đúng không? Sao bến xe Hà Nội giống bến xe Nha Trang vậy? Rồi mở cửa. Lên anh chị ơi. À nhầm, mở cửa nhầm rồi. Bên này, bên này. Lên luôn anh chị ơi. À quên. Đây, lên anh chị ơi. Đông thế nha. Khách mình là bữa nào cũng đông khách hết. Mùa dịch mà đông khách, quá trời đông khách.
Rồi, cảm ơn anh chị nhá. Rồi, lên chưa? Ổn định chỗ ngồi chưa? Đeo dây an toàn vào các kiểu. Đi cái chuyến xe của em này nó rất là nguy hiểm anh chị à. Rồi, mình đang ở bến xe Hà Nội các bạn. Bây giờ mình sẽ quẹo phải hay quẹo trái đây trời. Bản đồ thì nó lại chỉ mình quẹo phải. À nhầm, quẹo trái chứ nhầm. Mà mình thấy cái trạm thu phí nó lại nằm bên phải nè. Không biết chạy theo cái bản đồ này có đúng không nữa. Đây là khổ thân quá. Chạy giống hồi nãy nó là khổ thân luôn ấy. Rồi chơi luôn. Tin theo chị Google luôn. Rồi chúng ta sẽ có một chuyến xe đi từ Hà Nội về Hải Phòng nha các bạn ơi. Các bạn cố gắng chạy lên 15.000 để các bạn mua cái chiếc xe mà mình nói cái nóc là cái nóc của Hàn Quốc đấy. Cái nóc rất là đẹp đó. Cảm ơn các bạn. Rồi các bạn test, các bạn xem mở cái cốp rồi được không nhá. Ôi lại quảng cáo cho các bạn. Xe mình như hết xăng, mình phải xem quảng cáo. Khổ thằng, cứ xem quảng cáo hoài. Rồi ok. Ơ, xong xăng nó đầy luôn rồi. Là sao ta? Xăng mình bây giờ nó vô cực luôn các bạn. Nó vô cực tức là nó không bao giờ hết luôn. Rồi bây giờ là đi đâu nữa đây trời, cái CVS nó dẫn nó chỉ như thế này là chạy sao, như là quẹo phải đúng không các bạn, như là quẹo phải qua đây. Rồi nhanh phải đi. Ui đồng xe đấy nha. Lúc mà mình chạy mình nhìn đằng sau lưng mình không có ai hết ấy, mà lúc mình dừng lại sau lưng mình cắt lùi luôn. Thôi quẹo phải, quẹo phải. Rồi đứng CBS rồi đấy. Cái này mình không hiểu sao mà nó để được Hà Nội luôn các bạn. Cái này là như kiểu một cái tỉnh ở quê á, một cái tỉnh bình thường mà nó để là Hà Nội luôn. Hà Nội đúng nhau phải rất là nhiều nhà. Vậy là mình chắc chắn cái tựa game này không phải là do người Việt làm rồi các bạn, mà do một cái người nước ngoài nữa làm. Nên là người ta không am hiểu về Việt Nam mình cho lắm. Cái chiếc xe này đúng ra là phải mở cái cửa khác, bên tài xế là không có mở cửa các bạn. Mình mong là sau này bà nhà phát triển sẽ sửa lại những cái khiếm, những cái lỗi này để cho nó gọi là thuần Việt hơn nha các bạn. Ui, như vậy là khi mà chúng ta lựa chọn một cái bản đồ khác ấy thì chúng ta sẽ đi một cái con đường hoàn toàn khác luôn. Như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều map các bạn, rất là nhiều bản đồ. Hồi nãy là mình toàn đi cao tốc không mà, nhưng mà khi mình chọn đường về Hải Phòng như thế này thì mình được đi đường nhỏ nè. Không biết mà chọn những cái tỉnh khác thì có được đi đường hẹp, đường gồ ghề, đường xình lầy, đường bùng, đường đất gì không nữa. À, bây giờ chúng ta đang đi một cái đường rất là nhỏ luôn. Để mình thử cái gạt cái mưa nữa các bạn. Gạt mưa đâu rồi? Đây. Đây các bạn. Nãy bây giờ mình để ý thì nó chỉ có một cái chế độ gạt mưa thôi. Đây một chế độ mở gạt mưa và cái chế độ tắt gạt mưa. Các bạn đợi nó xuống đây các bạn hãy tắt nha. Ok. Cái tiếng kèn này nó như là cái tiếng kèn bên cái game Bird Simulator Indonesia các bạn. Game của Indo ấy, cái kèn của Indo ấy. À, mình ghé đổ xăng mà mình quên cho cái xe. Cái xe mình bây giờ nó được xăng vô cực luôn các bạn. Và chạy không bao giờ hết xăng. Cũng không hiểu đâu các bạn. Ủa nó dành mới để ý nha các bạn. Cái xe mà nó có thêm cái kính hậu bên này nữa nè. Nè các bạn thấy không? Bên chỗ này nè. Bên này có không? Thôi rồi. Làm sao để xây bên này thế nhờ. À, bên này không có, chỉ có một cái kính hậu này nữa các bạn. Là hai cái kính hậu luôn. Bây giờ mình mới để ý luôn ấy. Từ đây biết thương biết nhớ em vời. Rồi trời bắt đầu là chiều dần tối xuống nữa rồi các bạn. Hoàng hôn buông xuống rồi đấy. Đây mây bắt đầu tan biến rồi nè. Wow cái đoạn này là cây khá là nhiều luôn nè. Rồi mặt trời lặn rồi các bạn ơi. Khi ông mặt trời đi ngủ ta mở đèn. À. Giờ tối xuống thì chúng ta phải mở đèn thôi, mở đèn. Lại quảng cáo. Như vậy là mình để ý. Ủa cái gì nó rồi, có lại lỗi như nãy đó các bạn. À, như vậy là mỗi lần nó vào game là một cái xe nó sẽ văng xuống bị lỗi các bạn. Như vậy là khi các bạn chơi cái tựa game này, mới vào game các bạn sẽ xem một cái quảng cáo và chạy giữa đường. Chúng ta sẽ xem một cái quảng cáo nữa và kết thúc. À, đến nơi ấy chúng ta lại tiếp tục xem một cái quảng cáo nữa các bạn, là ba cái quảng cáo
trong một cái chuyến hành trình chúng ta đi. Mình nghĩ chắc nó không nhầm nhò gì á các bạn đúng không? Họ sẽ quảng cáo tí có vài giây thôi. Mình nói mình tới Hải Phòng rồi nhá. Cái cảnh này đúng ra lấy làm Hà Nội mới đẹp các bạn. Hà Nội nó phải nhiều nhà đâu các kiểu. Ui xe tải chở xe đâu. Con này hình như là con Range Rover ấy các bạn. Ui xe bồn nữa kìa. Xe này thì chở gỗ. Xe này chở gỗ. Nhiều container vải. Có cái cảnh này các bạn làm Hà Nội là mới đúng luôn các bạn. Nhà phát hành này không phải người Việt Nam rồi. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Thành phố lớn của Việt Nam mình mà là làm ở một cái khu ở vùng quê. Còn một cái tỉnh bình thường thì lại làm cái thành phố rất là lớn. Thua cả thủ đô, gọi là lớn hơn thủ đô nữa. Ủa? Như vậy là bây giờ mình ra đường Trường lại nữa cho các bạn. Là cái nãy là kiểu là một cái huyện nhỏ thôi các bạn, mà cái nhà như vậy qua một cái chợ thôi. Phía trước là gì đây? Chỉ còn gần em một giây phút thôi. Đây là cây xăng này phải. Đúng rồi các bạn, đây là một cây xăng. Cây xăng này màu xanh nhìn nó như cây xăng của Metrolimex đấy các bạn. À, nghệ thật chưa? Ui giời ơi, bắp càng nữa nè. Ê, đèn đỏ. đèn đỏ các bạn. Kính vượt à, đèn đỏ rồi. Ok, mình nghĩ là chắc chuẩn bị vào tới Hải Phòng rồi đấy. Trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mơ được gần nhau. Rồi, đèn xanh rồi, đi. Đó, giờ ta sẽ chơi camera nghệ thuật nữa nha. Chắc là khó lái luôn các bạn. Đoạn nào mà thẳng các bạn phải chơi camera này nha. Khuyến cáo các bạn đừng có lựa những cái đường cua mà chơi camera này lái không có được đâu, bốc càng. Chạy lẹ qua lên người ta luôn. Thấy chưa, các bạn thấy nó khó lái chưa? Nhìn nó đẹp mắt thiệt nhưng mà gọi là chơi cái đó khó lái đó các bạn. Quên á, bây giờ quên tắt cái này cho các bạn nhìn nó rộng. Công nhận đường xa phải cả chuẩn luôn các bạn ơi. Đoạn này sao là mình thấy đồi núi kiểu là như cát trắng hay cái đồi cát đó các bạn. Đồi cát là như bạn nào mà có từng đi đi cái gì quên nhỉ, Phan Thiết đó các bạn. Nó sẽ có một cái khu đồi cát. Chúng ta lên đó và toàn là kiểu là như là gọi là núi cát đó các bạn. Cát không. Và tới đây chúng ta sẽ quẹo trái qua bên này. Ok, đông xe vải trưởng. Mẹ mấy anh trai ơi, đi mà trừ từ trời tối tới trời sáng luôn mà chưa tới nha các bạn. Đi 2 ngày trời rồi đấy. Rồi, quẹo. Quẹo trái. Wow, qua đâu này lại đồi cát nữa. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Ơ, như đến rồi nào phải không ta? À đúng rồi các bạn ơi, đến rồi. Rồi, đến nơi rồi các bạn ơi, đây là bến xe của chúng ta. Mình sẽ vào bến nha. À, đậu bên này các bạn ơi, đậu bên này. Ồ, cái xe đậu nè. Rồi, bạn nào muốn xem quảng cáo thì sẽ được nhân 3 tiền đó nha. Còn mình sẽ không xem. Xem quảng cáo như là 20 mấy giây hay sao, 30 giây hay gì đấy. Rồi, xong. Tiếp tục chúng ta lại được. Ơ, sao lại 3.000 nhờ? Đúng là 4.000 chứ. Không hiểu luôn. Ok các bạn ơi, như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa trải nghiệm xong được cái tựa game Việt Nam Bus Simulator này. Và các bạn nào thấy video của mình hay đừng quên lại cho mình xin một like. Còn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Bạn nào muốn mình trải nghiệm những cái tựa game về lái xe buýt trên điện thoại nữa thì các bạn comment mình biết, mình sẽ tìm những tựa game hay hơn cho các bạn xem. Và các bạn nào thấy video của mình hay đừng quên lại cho mình xin một like cũng như là ấn đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.